Vợ Đức Tiến bị nói thiếu nợ nhưng không chịu đi làm, xài sang thuê người giữ con từ khi chồng ra đi đột ngột, vợ Đức Tiến được nhiều khán giả quan tâm hơn. Hoa hậu áo dài Đà Lạt thường xuyên cập nhật về cuộc sống hiện tại để nhiều người cùng theo dõi. Mới đây, Hoa hậu Bình Phương đã chia sẻ về việc đưa hình ảnh con gái nhỏ lên mạng xã hội. Cô nói, nhiều người nói rằng chồng tôi đã mất rồi, tôi không phải người trong showbiz nên không cần quay bản thân lên YouTube để chia sẻ cuộc sống, công việc hàng ngày vì đó là những cái thuộc quyền riêng tư. Người ta còn bảo, con gái tôi còn nhỏ, không cần phải quay lên để kiếm chắc, không cần phải tiếp nối chồng để quay YouTube. Tôi cảm ơn lời khuyên của mọi người. Cái gì tôi chia sẻ được thì tôi chia sẻ. Tôi coi việc quay YouTube là một thú vui, giải trí, may mắn được nhiều người yêu thương con gái tôi. Bình Phương cũng bức xúc lên tiếng khi bị nói không chịu làm ăn, chỉ đi chơi và nhiều vấn đề khác. Cô nói, nhiều người hỏi tôi nhưng không phải quan tâm mà hỏi móc mỉa, rằng sao không đi làm chỉ thấy đi chơi, sao không bảo lãnh cho người này người kia sang Mỹ, không chia tài sản cho người này người kia. Nếu nói chia thì tôi có cái hóa đơn để chia đây. Tôi không phải nói chuyện này để moi móc ai nhưng thực sự là, tôi vừa nhận được hóa đơn từ bệnh viện gửi về, và phải trả số tiền trên hóa đơn đó, cho họ đây. Lúc đó anh Tiến nguy kịch nên vào viện, dù chỉ nằm viện có mấy tiếng đồng hồ thôi nhưng họ vẫn tính tiền viện phí. Hóa đơn tôi nhận được là 23.000 đô. Tức là tôi sẽ phải trả 23.000 đô này cho bệnh viện. Anh Đức Tiến có mua bảo hiểm sức khỏe nên phí bảo hiểm có trả viện phí, nhưng chỉ trả một phần của họ thôi, tôi vẫn phải trả phần còn lại. Bây giờ tôi phải thương lượng với bệnh viện. Một là cho tôi trả góp, hai là cho phép tôi được trả tiền thấp hơn một chút. Tôi đang phải chi trả rất nhiều thứ nhưng nhiều người không biết gì lại cứ nói rằng, bên Mỹ cái gì cũng miễn phí, ở nhà miễn phí, tiền học miễn phí, đi viện cũng miễn phí. Xin thưa, nếu muốn được vào viện miễn phí thì phải là người có mức thu nhập cực kỳ thấp, hình như dưới 29.000 đô một năm. Nhưng nếu đã ở mức thu nhập đó thì không bao giờ đủ sống, không bao giờ mua được căn nhà để ở, cái xe để đi, chỉ có đi bộ, đi xe buýt. Con cái có thể đi học miễn phí với điều kiện đủ tuổi đi học trường công. Nếu con cái học mẫu giáo, thì ai nhận giữ trẻ miễn phí cho để cha mẹ đi làm đây, làm gì có dịch vụ đó. Mọi người có thể lên mạng tìm hiểu thông tin, những ai qua Mỹ từ nhỏ, hoặc sinh con tại Mỹ sẽ hiểu vấn đề này rồi nghĩ sai lệch về tôi, trách tôi tại sao vẫn cần tiền cho con đi học nhiều. Tôi gửi con đi nhà trẻ cũng chịu nhiều chi phí. Họ trông con cho tôi còn tính thêm tiền giữ trẻ ngoài tiền học phí. Ví dụ, 3 giờ chiều con tôi đã tan học nhưng 4 rưỡi tôi mới tan làm. Chạy xe mất nửa tiếng nữa mới đến trường đón được con. Vậy thì ai trông con cho tôi từ 3 giờ tới 5 giờ chiều, nếu không mất thêm thì em trông con. Tôi không than thở mà chỉ chia sẻ để mọi người hiểu vì nhiều người không hiểu nhắn tin, gửi mail cho tôi để hỏi móc mỉa. Họ mò ra được mail riêng của tôi, mail của anh Tiến, nhắn vào cả số điện thoại của tôi lẫn số anh Tiến, rồi cả Facebook của vợ chồng tôi. Cô nói thêm, tôi vẫn đang đi làm và con gái tôi đang cố gắng ổn định cuộc sống. Bé mèo lúc nào cũng nhớ cha và tôi. Luôn cố gắng đưa con ra thăm mộ anh Tiến thường xuyên. Nhiều người khuyên tôi không nên đem trẻ con ra nghĩa trang. Tôi xin cảm ơn lời khuyên của mọi người và hạn chế đưa mèo ra nghĩa trang, nhưng bản thân tôi thì vẫn phải ra nghĩa trang thường xuyên. Bây giờ tôi đưa bé mèo ra thăm mộ anh Tiến mỗi tuần nhiều nhất là 2 ngày, ít nhất cũng phải 1 ngày. Ở bên này chương trình giáo dục của họ khác Việt Nam nên có nhiều hoạt động ngoại khóa, cũng khá tốn kém nhưng vẫn phải làm. Những gì tôi làm cho mèo đều có ích, không phải làm những thứ vô thưởng vô phạt. Hồi tháng 5, showbiz Việt bàng hoàng trước thông tin diễn viên Đức Tiến đột ngột qua đời ở Mỹ. Sự ra đi của cố diễn viên ở tuổi 44 khiến nhiều người bàng hoàng, để lại vợ trẻ, con thơ gây só TXA. Đến hiện tại, dù đã hơn 5 tháng trôi qua, song nỗi nhớ về Đức Tiến vẫn chưa thể nào nguôi ngoai. Mới đây, trong buổi tiệc sinh nhật của Hoa hậu Thanh Mai, nhiều nghệ sĩ như Cam Thơ, Chi Di E Phương Trinh, Phương Loan, cố diễn viên Đức Tiến một lần nữa được các đồng nghiệp tưởng nhớ. Trước đó, nhóm nghệ sĩ này cũng từng đứng ra kêu gọi cho vợ Đức Tiến để chi phí đám tang, còn lại một phần cho con gái cố nghệ sĩ. Tuy nhiên, với lần công khai nợ 16 tỷ tiền vay mua nhà và viện phí này, đồng nghiệp không có động thái kêu gọi quyên góp nữa.